Vâng, theo báo cáo của Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, để ứng phó với bão số 4, Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 305.000 người. Tính đến 19 giờ tối qua ngày 18 tháng 9, công tác kiểm đếm tàu thuyền đã được Bộ Đội Biên phòng các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Thuận phối hợp với các địa phương, gia đình, chủ tàu thông báo hướng dẫn cho gần 67.000 phương tiện trên 306.000 người biết diễn biến hướng đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển vòng tránh thoát khỏi khu vực nguy hiểm lực lượng phương tiện ứng trực sẵn sàng ứng phó lên tới 305.000 người, bao gồm hơn 75.300 bộ đội, 230.000 dân quân tự vệ, 55 phương tiện gồm xe đặc trùng ô tô, tàu thuyền, cano, xuồng và máy bay.